Đây là bài viết Vấn đề ở Việt Nam, nhiều người sống quá cảm tính và tư duy lỏng lẻo của tác giả Husky Wannafly. Mình là Pink Dot và hôm nay mình sẽ là người dẫn đường cho các bạn. Lấy ạ. Bạn sẽ trả lời câu hỏi sau như thế nào? Theo bạn thì ở mức độ nào, việc giúp tất cả mọi người trong xã hội bạn đang sống giàu có hơn là khả thi? Đây là một trong 12 câu hỏi viết luận trong đợt thi cuối năm của mình vào năm 2013. Học sinh sẽ chọn một trong 12 câu để trả lời. Ở cuối bài có đường dẫn đến đề thi gồm 12 câu. Nếu bạn trả lời câu hỏi này, bạn sẽ trả lời như thế nào? Hãy suy nghĩ về việc đó. Bài viết này của mình đang nhắm về một vấn đề trong xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là đa số sống quá cảm tính và tư duy lỏng lẻo. Liệu mình có đang nói quá lên về câu khẳng định này hay không? Có, mình biết rằng mình đang rất liều lĩnh khi khẳng định như vậy. Vì câu nói của mình đang nói đến 95 triệu con người ở Việt Nam. Nhưng hãy thu hẹp phạm vi lại, mình không nói đến những trẻ sơ sinh và học sinh cấp 2. Mình nhắm đến những người từ 15 tuổi trở lên. Theo thống kê thì năm 2016, nhóm người có độ tuổi từ 0 đến 14 ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 24%. Như vậy, câu nói của mình áp dụng cho 76% còn lại, tương đương 72,2 triệu dân. Và đa số, tức là khoảng 60 đến 70% trong một nhóm người thì tương đương 43,3 đến 50,5 triệu người. Đó, khi mình nói đa số người Việt, tức là mình đang nói đến 43,3 đến 50,5 triệu người Việt Nam trưởng thành. Nếu đọc xong bài viết này và bạn muốn nói rằng bạn thấy có người khác với bài viết này, hãy lưu ý rằng người đó hay nhóm người đó có thể đang nằm trong 21 triệu người còn lại. Đã xác định xong nhóm đối tượng, giờ mình sẽ vào bài viết. Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì? Cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spiral Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Khác nhau trong tiếng Anh và tiếng Việt. Mình mới phát hiện một sự thú vị mà có lẽ người sử dụng hai ngôn ngữ trở lên sẽ gặp phải. Đó là các ngôn ngữ này sẽ tác động lên tư duy ngôn ngữ của người nói. Cụ thể hơn trong trường hợp mình, mặc dù mình viết tiếng Việt, nhưng cách dùng từ của mình vẫn như đang viết tiếng Anh. Lý do đó là vì trong bộ não của một người sử dụng đa ngôn ngữ, họ dùng ngôn ngữ nói chuyện và tất cả vùng ngôn ngữ khác nhau đều được sử dụng. Giống như bạn có 4 cái bóng đèn khác nhau mà chỉ có một công tắc xài chung cho cả 4 vậy. Bạn bật công tắc, cả 4 đèn sáng lên. Đó là lý do tại sao nhiều người dùng tiếng Anh lâu năm lại có thói quen chêm thêm tiếng Anh và tiếng Việt không kiểm soát được. Khi mình viết bài trên Spiral Room, có những bình luận khiến mình khó hiểu. Mình không hiểu tại sao mọi người lại bình luận nói rằng mình cảm tính hay là thiên vị bên này, và nhiều nhất là bình luận lạc đề. Và quan sát một hồi, mình nhận ra rằng là cùng trong tiếng Việt, trong tiếng Anh có rất nhiều từ trùng lập, nhưng ở Việt Nam, từ đó rất ít. Mình không phải chuyên gia ngôn ngữ, nhưng hãy tạm coi một từ có thể được phân loại vào 3 nhóm: hàm nghĩa tốt, trùng lập và hàm nghĩa xấu. Hãy cân nhắc từ sau: xâm lược. Trong hầu hết các văn bản được dùng ở Việt Nam, từ này là hàm nghĩa xấu. Chúng đi kèm với từ khác để tạo ra những cụm từ mang ý nghĩa xấu như quân xâm lược, giặc xâm lược, kẻ thù xâm lược. Như vậy, từ xâm lược không được chỉ dùng để miêu tả hành động, mà ngược lại, dùng để bày tỏ cảm xúc, đánh giá. Những người bị coi là xâm lược được mặc định là vào vai ác. Nhưng trong tiếng Anh, từ invasion, xâm lược, lại được dùng để miêu tả hành động. Hành động đó là đưa quân đến vùng đất không phải của mình và tấn công quân đội trên vùng đất đó. Nó hoàn toàn mang một vai trò trung lập. Khi quân đồng minh đổ bộ vào Normandy, Pháp năm 1944 để tấn công quân phát xít Đức, báo chí phương Tây cũng đã dùng từ invasion để miêu tả sự kiện đó. Hay là trong diễn tập quân sự của Mỹ, khi lính thủy đánh bộ Mỹ diễn tập chiếm đảo, các phương tiện truyền thông Mỹ cũng dùng từ invasion để miêu tả quân đội đổ bộ. Như vậy trong tiếng Anh, từ xâm lược dùng để miêu tả hành động, còn trong tiếng Việt, từ xâm lược dùng để chỉ những kẻ ác, tức là có cảm xúc, nhận định cá nhân được đưa vào. Những sự khác biệt trong này tuy nhỏ nhưng lại dễ gây hiểu nhầm. Chính bản thân mình đã trải qua. Trong lớp học lịch sử về Đông Nam Á, hồi mình còn ở Singapore, khi giáo viên giảng bài về chiến tranh Việt Nam-Campuchia 1978-1979, một học sinh Việt Nam trong lớp đã đứng lên phản đối cô vì bạn không đồng ý về việc dùng từ invasion. Bạn nói đó là quân Việt Nam qua là để help, giúp đỡ Campuchia. Đối với bạn đó, từ invasion mang hàm nghĩa xấu và bạn cảm thấy như bị xúc phạm. Còn cô giáo thì thấy lúng túng, khó hiểu. Không quá ngạc nhiên khi bạn đó và những bạn tương tự sẽ nhận xét rằng lịch sử phương Tây bêu xấu Việt Nam. Tuy vậy,
Đây chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ là sự khác biệt trong ngôn ngữ. Nhưng qua sự khác biệt nhỏ này, mình đã thấy được một vấn đề trong tiếng Việt hiện nay. Mọi người diễn đạt mọi thứ hầu hết theo cảm xúc. Mật mã ngầm trong giao tiếp. Việc gắn cảm tính vào hầu hết các bối cảnh khiến cho việc giao tiếp bằng văn nói và văn viết ở Việt Nam rất khó, bởi vì khó mà có thể miêu tả được hành động một cách trung lập được. Chúng ta không quen với việc miêu tả, mà thường quen với việc đưa ra đánh giá, nhận định, ví dụ cụ thể hơn là trong bài viết về cuộc sống muôn màu của mình. Mình miêu tả người hâm mộ trong nhóm nhạc The Beatles là điên cuồng, lên đỉnh, thì có nhiều bạn nói rằng mình đang khinh miệt những người hâm mộ đó vì dùng từ như vậy. Nhưng thực chất, đó là mình quan sát và miêu tả lại những gì mình thấy. Các từ đó hoàn toàn không có ý nghĩa phỉ báng, chê bai. Mình thấy họ quay cuồng, gào thét, khóc nức nở, thì mình miêu tả đúng lại như vậy. Và trong tiếng Anh, các từ đó hoàn toàn trung lập. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn ở Việt Nam thể hiện qua những đoạn hội thoại sau. Thưa cô, em nghĩ chỗ này tác giả viết vậy là vì ổng nghĩ B, chứ không phải là A. À, em đang nói tôi sai đấy à? Hay là, chị ơi, em nghĩ chúng ta nên thử đổi qua phương pháp bán hàng mới này, tại em thấy nó có nhiều lợi ích sau, ABC. Nghĩ thầm trong bụng, nó đang chê cách bán hàng hiện giờ của mình đây. Vấn đề lớn đó là, chúng ta không dạy mọi người cách giao tiếp thẳng thắn, chúng ta không cố gắng nói để người khác hiểu, mà chúng ta gắn chặt cảm tính, ẩn ý và từng từ ngữ để mong người khác đoán được. Có lẽ đó là lý do trong tiếng Anh ngôn từ rất rạch ròi, nhưng trong tiếng Việt hiện nay, mọi người dùng từ rất lộn xộn. Mình thấy một nguyên nhân gây ra chuyện này là do cách dạy văn trong học đường. Việc dạy văn nói riêng và văn hóa giao tiếp nói chung. Chúng ta hay dùng hình ảnh ví von, mượn chuyện mây trời, sự vật nào đó để nói một chuyện khác, thể hiện nhất qua những bài thơ như Bánh trôi nước. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Như vậy, thay vì là một bài thơ nói thẳng về tâm tư tình cảm về cuộc sống phụ nữ thời mình, bà Hồ Xuân Hương dùng hình ảnh bánh trôi nước để diễn tả điều đó. Lối nói chuyện văn hoa, mượn hình để nói việc đó rất hợp trong văn học, nhưng trong giao tiếp hàng ngày, nó lại là thứ gây ra rất nhiều rắc rối. Đáng lẽ trong giáo dục, chúng ta phải giúp người học hiểu được điều đó. Thứ nhất, lối nói chuyện đó chỉ gắn chặt với cảm tính và nó không hề có tính logic hay hợp lý nào. Thứ hai, người ta sẽ dùng những hình ảnh nhẹ nhàng để giảm bớt sự vô giáo dục, tục tĩu trong lời nói, tức dùng hình ảnh để che đi sự vô văn hóa. Ngoài ra, cũng có nhiều nguyên nhân chính trị, nhưng mình sẽ không viết tiếp sâu, nếu không sẽ có nhiều bạn đọc đến đây rồi đi thẳng xuống phần bình luận luôn. Việc nói bóng gió này thể hiện ở mọi nơi. Ở người lớn thì họ hay ngầm khoe con mình để chê con người khác, còn ở người trẻ thì luôn lấy sự việc nào đó để làm hình ảnh ngầm phỉ báng người khác. Và họ rất đắc chí vì nghĩ rằng như vậy là thâm sâu, nhưng thực chất nó gây ra rất nhiều khó chịu, xung đột và thể hiện người nói là người vô văn hóa. Cứ cố gắng tỏ ra thâm sâu để che đậy sự đồng cạn và khinh miệt người khác. Lỏng lẻo ngôn từ, lỏng lẻo tư duy. Nếu tư duy tác động lên ngôn ngữ giao tiếp thì ngược lại, ngôn ngữ giao tiếp cũng tác động ngược lên tư duy. Nếu bạn không tin, thì bạn hãy thử một ngày không dùng những từ lóng của giới trẻ như xàm, bẩn bựa, bựa, vờ lờ, vãi, lầy, lầy lội, thả thính mà dùng các từ phổ thông thay thế vào, bạn có làm được không? Hay bạn sẽ nói rằng không có từ nào trong tiếng Việt miêu tả được sự chính xác như vậy? Bạn có chắc chứ? Hay là vì bạn không còn suy nghĩ được kiểu khác nữa? Mình không phản đối việc dùng tiếng lóng, đó là đời sống rồi và mình cũng dùng những từ ngữ đó. Nhưng mình ngạc nhiên rằng tiếng lóng được dùng rất phổ biến ở Việt Nam. Nó được dùng ở khắp mọi nơi, lên cả truyền hình, dùng ngập tràn trên mạng xã hội, đến mức báo chí cho người trẻ bây giờ phải ăn theo thị hiếu và báo nào cũng phải có tiếng lóng. Trong một ngày tiếp xúc với người bản địa, mình có thể thoải mái nói chuyện với những đứa cùng tuổi, có thể nói đùa, trêu chọc, mỉa mai, tán dóc thoải mái mà không dùng bất kỳ tiếng lóng hay ngôn ngữ tự chế nào. Thì ở Việt Nam, tiếng lóng cực kỳ phổ biến, đến mức nó thành một phần không thể thiếu trong ngôn ngữ giao tiếp. Theo mình tự giải thích, và bạn hoàn toàn có thể đồng ý hoặc không, đó là khi một người không thể diễn đạt chính xác những gì anh ta muốn nói, người đó sẽ phát minh ra những từ mới lạ để diễn tả cảm xúc của mình. Các từ ngữ mình nêu ở trên, xàm, bẩn bựa, vãi, không phải là dùng để miêu tả, mà là để diễn tả cảm xúc không thành lời. Và đôi khi nó gắn theo cảm tính, nhận định trong đó. Nó cho thấy một người có trình độ tư duy quá yếu và trình độ ngôn ngữ quá kém
để có thể hoàn toàn diễn đạt được suy nghĩ và cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ phổ thông. Như thế nào là tư duy chặt, ngôn ngữ chặt? Có thể bạn sẽ hỏi. Hãy quay lại câu hỏi đầu bài. Theo bạn thì ở mức độ nào, việc khiến mọi người trong xã hội bạn đang sống giàu có hơn là khả thi? Hãy phân tích câu hỏi. Câu hỏi về mức độ, ta có thể chia ra là mức độ theo thang từ 0 đến 10, với 0 bằng không khả thi và 10 bằng hoàn toàn khả thi. Trong câu có từ tất cả, như vậy sẽ phân ra các trường hợp sau. Tất cả sẽ giàu lên, đồng ý với câu mệnh đề. Tất cả sẽ nghèo đi, phản đối với câu mệnh đề. Số ít giàu lên và đa số đều không giàu lên. Đa số giàu lên và số ít không giàu lên. Nếu bạn muốn đi sâu hơn, bạn có thể phân tách thêm để phân biệt giữa không giàu lên và nghèo đi. Nhưng quan trọng hơn, đó là phải định nghĩa được thế nào là giàu lên. Thu nhập hàng tháng là 10 triệu đồng, giờ tăng lên 12 triệu đồng thì có phải là giàu lên không? Khi đã phân tích xong và ghép mức độ khả thi vào 4 tình huống hoặc nhiều hơn, tùy bạn phân tích, thì chúng ta có thể viết thêm được một bài luận theo 4 hướng. Chắc chắn khả thi vì tất cả sẽ có thể được giàu lên. Không khả thi vì tất cả không giàu lên được. Mức khả thi thấp, số ít giàu lên nhưng đa số đều không giàu lên. Mức khả thi cao, đa số giàu lên và một số ít không giàu lên. Như vậy, khi có tư duy ngôn ngữ chặt chẽ, chúng ta sẽ bám chặt vào từng chữ trong bài để phân tích và tìm hiểu. Nhưng ở Việt Nam, chúng ta lại coi đó như một sự bắt bẻ bởi vì chúng ta không quen với việc dùng ngôn ngữ chặt chẽ hay nói xòe xòa. Khi bị bắt bẻ thì cảm thấy khó chịu và nói người khác rằng người đó đang bắt bẻ từng chữ. Những người lỏng lẻo tư duy khi thấy một bài viết không hợp ý nhưng do không đủ trình độ diễn đạt suy nghĩ thành câu văn chỉnh chu cho nên phải dùng các phương pháp như châm chọc, chế diễu, mỉa mai, miệt thị để lấp liếm cho những khoảng trống tư duy trong đầu. Còn trong đời sống hàng ngày, những người lạm dụng từ lóng mình kể trên cũng là để lấp đi những khoảng trống về ngôn ngữ. Việc dùng từ lóng càng nhiều càng cho thấy khoảng trống càng lớn. Việc dùng từ lỏng lẻo hiện nay khiến cho người trẻ thích trôi dạt theo cảm xúc. Những dòng suy nghĩ theo trào lưu hiện nay như đưa nhau đi trốn, sống trọn vẹn tuổi thanh xuân, muốn buông lỏng hay là những phong trào viết trạng thái sâu sắc trên Facebook, Instagram. Tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng và đều có cái gì đó không diễn tả được. Đi trốn, tại sao đi trốn? Đi trốn có tốt hơn không? Thay vì đi trốn, có thể làm cái gì khác được không? Bạn thấy khó chịu khi mình đặt ra những câu hỏi này chứ? Nếu khó chịu thì bạn hãy cố gắng viết ra giải thích rành mạch cảm xúc đó. Trả lời những câu hỏi đó, bạn sẽ thấy hết khó chịu. Sống trôi dạt theo cảm xúc như thế, cho nên hầu như khi đụng vào những vấn đề phức tạp, đòi hỏi suy nghĩ thật nhiều, thì rất nhiều người không thể làm được, và họ lại đưa vào cảm xúc, cảm tính để đánh giá vấn đề. Làm sao để tranh luận, phản biện chứ không phải là công kích cá nhân? Việc Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền bị chỉ trích, bêu rếu, lăng mạ, công kích cá nhân đã khiến cho mạng xã hội sôi sục. Nhiều người đã thảo luận về vấn đề tại sao văn hóa tranh luận ở Việt Nam lại thấp đến thế, tại sao những người trẻ lại sỉ nhục, chửi bới một giáo sư đến thế, trong khi điều ông ấy làm chỉ là nghiên cứu và nêu ra một quan điểm của mình. Và đó là một trong những hậu quả của việc đặt cảm xúc, cảm tính cao hơn logic trong ngôn ngữ. Có rất nhiều người hầu như không thực sự phân tích được câu từ, phân tích được sự hợp lý, mà chỉ dùng cảm tính của mình để đánh giá. Tư duy ngôn ngữ của họ lỏng lẻo, nên khi họ đọc một đoạn văn chặt chẽ, họ chỉ có thể cảm thấy, cảm nhận, chứ không thể phân tích từng chữ được. Để tranh biện cho đúng thì cần phải hỏi đúng câu hỏi. Câu hỏi là thứ tuyệt vời để bóc đi những ngộ nhận và gợi mở cho chúng ta hiểu thêm về vấn đề. 1. Tại sao giáo sư Bùi Hiền lại đề xuất cải cách? Hỏi như vậy để hiểu được bối cảnh chung của tình huống. Nếu không thực sự hiểu mục đích của một việc làm, hầu như không thể đánh giá được việc đó. 2. Tiếng Việt thực sự có vấn đề? Đây là điều quan trọng. Giáo sư nói rằng tiếng Việt có vấn đề, nhưng liệu thực sự nó có vấn đề? Vấn đề của nó là sao? Nếu một người có thể chứng minh được tiếng Việt hiện nay không có vấn đề thì tức là đã phản bác được giáo sư. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hiểu được thế nào là có vấn đề. Liệu việc phải mất nhiều câu chữ để diễn tả một ý ngắn có phải là một vấn đề? Liệu học sinh khó nhớ có phải là vấn đề? Nhiều chữ cái có phải là vấn đề? Chúng ta phải có tổ chức khảo sát, đánh giá định lượng quy mô. Giáo sư nói nhiều trẻ em gặp khó khăn khi học tiếng Việt. Vậy là bao nhiêu? Những trẻ em gặp khó khăn khi học tiếng Việt là vì giáo viên kém, phụ huynh tác động hay là do các em bị bệnh? Các vấn đề trong tiếng Việt tác động thế nào lên xã hội? Có số liệu không? 3. Cho dù tiếng Việt có vấn đề thì có cần cải cách?
đây là đánh giá thiệt hơn. Cứ cho rằng tiếng Việt cần phải cải cách và việc cải cách thành công và xóa đi những khó khăn trong tiếng Việt hiện giờ. Nhưng nó có tạo ra những khó khăn mới, những vấn đề mới này có rắc rối và khó giải quyết hơn vấn đề cũ. Giải quyết những vấn đề mới này có tốn kém hơn giải quyết vấn đề cũ. Như vậy, nếu muốn phản bác giáo sư Bùi Hiền, ta có thể nói rằng cải cách của giáo sư có thể giải quyết được các vấn đề trong tiếng Việt hiện nay, nhưng lại tạo ra các vấn đề mới, khó giải quyết hơn vấn đề cũ. 4. Cải cách ở mức độ nào? Có rất nhiều cách cải cách. Cải cách theo kiểu giáo sư đã làm là rất mạnh, thay đổi bảng chữ cái, cách viết. Người phản đối có thể nói rằng tiếng Việt có thể cải cách theo kiểu tầm ăn dâu, làm từ từ từng mảng, sửa lại những bảng nhỏ, sửa các quy ước dùng chữ hoặc thêm một chữ cái mới như W. Không cần thiết phải thay đổi toàn bộ. 5. Có cách khác để giải quyết vấn đề không? Những vấn đề của giáo sư Bùi Hiền nêu ra có thể được giải quyết bằng công nghệ thay vì cải cách sửa bảng chữ cái và cách viết. Giáo sư nêu ra những khó khăn của trẻ khi dùng từ. Nhưng nếu bộ giáo dục thiết kế các phần mềm, ứng dụng học tiếng Việt cho học sinh thì sao? Thậm chí học sinh có thể học đọc, học viết ở nhà thay vì phải nhờ giáo viên dạy. Như vậy các vấn đề giáo sư nêu ra có thể được giải quyết tốt hơn hay không? 6. Tiếng Việt không có vấn đề và cần nâng cấp, chứ không phải sửa. Đây là phản đối kiểu khác. Những người phản bác kiểu này sẽ là phản đối lập luận của giáo sư rằng tiếng Việt hiện nay có vấn đề và cần phải sửa. Họ nói rằng tiếng Việt hiện nay vẫn đang rất ổn, không cần phải sửa, nhưng cần được nâng cấp vì trong tương lai tiếng Việt hiện tại không đủ để hỗ trợ giao tiếp cuộc sống nữa. Nếu các bạn muốn phản bác giáo sư, thì đây là một trong vô vàn những cách để phản bác. Mà đó chỉ là mới đụng đến vấn đề bề mặt, còn chưa đào sâu vào các chi tiết nhỏ. Như vậy, khi tranh biện, một người cần phải đặt ra câu hỏi kiểm chứng và xét bối cảnh lớn. Ở Việt Nam, chúng ta chủ yếu đánh giá, chứ ít phân tích, trong khi đáng lẽ phải phân tích trước. Giả sử như phần trên, 6 bước mình ghi là 6 bước phân tích. Từ kết quả phân tích đó, một người mới có thể đánh giá được các đề xuất của giáo sư Bùi Hiền là có hợp lý hay không. Nếu các bạn không thể phân tích được 6 bước trên, như mình cũng không phân tích được, thì hãy chấp nhận rằng mình không đủ trình độ để đánh giá và do đó cần nghe ý kiến của chuyên gia. Bạn có thể làm gì? Mình không trông chờ lắm vào chương trình giáo dục hiện nay và do đó những đề xuất đưa ra nhằm vào cá nhân nhiều hơn. Theo mình thấy, tốt nhất trong giao tiếp, mọi người nên bỏ đi những thói quen rất tệ hại như đá xoáy, mỉa mai, công kích cá nhân, châm biếm, nói bóng nói gió, hãy thành thật và nói thẳng vấn đề. Mình khuyến khích mọi người nên viết, có lẽ là viết nhật ký, viết cảm xúc, viết phân tích. Khi viết, cần kiểm soát cảm xúc thay vì để nó kiểm soát mình. Hãy đặt những vấn đề nghe ngớ ngẩn và cố tìm ra lời giải thích. Ví dụ, nên đi du học Trung Quốc hay đi du học Mỹ? Để phân tích được vấn đề đó, bạn phải gạt bỏ cảm tính về người Trung Quốc, cũng như những tệ nạn xấu xa về người Trung Quốc đăng đầy trên mạng xã hội. Hay là kiểm tra những ngộ nhận về nước Mỹ. Hãy đọc những bài báo nghiêm túc, tham khảo ý kiến chuyên gia, tổng hợp thông tin và tự phân tích. Viết như vậy, thứ nhất, bạn sẽ cải thiện kỹ năng viết, dùng từ tốt hơn. Thứ hai, tư duy của bạn cũng lên. Vì khi bạn viết, bạn sẽ phát hiện ra mình có rất nhiều lỗ hổng trong tư duy. Bạn cũng cần đọc nhiều, báo chí, tạp chí hay là đọc các sách khó đọc. Ngôn tình rất hấp dẫn vì nó đánh vào cảm xúc, mà cảm xúc là thứ dễ chịu, ai cũng có, không bị ràng buộc bởi những quy tắc và nó cũng chẳng cần phải đúng. Nhưng nó cũng là lý do mà nó không bao giờ được xếp vào loại sách tri thức, cùng lắm chỉ là sách giải trí. Bạn có thể đọc sách để giúp nâng cao tư duy ngôn ngữ, hiểu cách dùng từ. Nếu một quyển sách văn chương dài 500 trang thì vẫn sẽ khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ, tủm tỉm cười. Thấy được muôn màu cuộc sống thì điều đó có nghĩa là bạn không cần phải dùng từ lóng để có thể giao tiếp được bình thường hàng ngày. Và khi bạn muốn phản biện điều gì đó, hãy đặt ra câu hỏi trước, phân tích, rồi hãng đưa ra kết luận. Nếu không đủ trình độ phân tích thì hãy thành thật với bản thân rằng mình không biết và do đó chỉ có thể nghe các chuyên gia. Đây là bài viết đưa ra quan điểm cá nhân của tác giả Husky Wannafly. Nếu các bạn muốn đọc thêm nhiều ý kiến, nhiều góc nhìn hơn về vấn đề này, thì các bạn có thể bấm vào phần link ở dưới phần mô tả để đọc thêm những bình luận, những ý kiến khác của những tác giả khác, những người viết trên Spyroom nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bởi mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!